100% và có thể ngoài sức tưởng tượng
vọng của con người. Chính vì thế cũng gây không ít những nghi hoặc và khả năng thấu thị và sức mạnh của tôi. Song tôi tin thời gian sẽ minh chứng cho những gì mà tâm thiện của tôi đã và đang làm. Đồng thời tôi tha thiết mong mỏi các quý vị lãnh đạo viện nhà khoa học sớm nghiên cứu để có cái nhìn đúng nhất về những gì mà nhà ngoại cảm chân chính đã và đang làm giúp đời cứu người, tránh vô đũa cả nắm hoặc ghép vào tội mê tín dị đoan làm tổn thương những tấm lòng thiện nguyện công sức của những nhà ngoại cảm chân chính. Thưa quý vị, qua buổi gặp mặt hôm nay, tôi nghĩ với những gì mà lãnh đạo viện Quyền Mai đặt ra, cùng tất cả tâm tư của những nhà ngoại cảm, đều tôi thấy thật sự xúc động và đã có được tiếng nói chung thân tình đoàn kết, không phụ thuộc vào tài năng và khả năng của mỗi người. Dưới mái nhà chung của viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người chúng ta đã có được sự gắn bó hiểu biết lẫn nhau, đều cao hơn nữa mục đích nhân văn là ngày càng giúp ích được nhiều hơn cho đất nước, cho dân tộc. Cũng từ biểu gặp mặt hôm nay, với sự có mặt của các giáo sư nhà khoa học, các cấp lãnh đạo viện báo kính, tôi cũng như các nhà ngoại cảm đã có mặt tại đây, rất mong có được sự đánh giá khách quan chân tình đúng nhất, thiện nhất của các giáo sư nhà khoa học về những khả năng thích và về những khả năng thể hiện của từng nhà ngoại cảm, trong đó có cá nhân tôi. Một lần nữa trân trọng kính chúc các giáo sư, nhà lãnh đạo, nhà khoa học viện tiềm năng và quý vị nhà ngoại cảm luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, làm tốt công việc sứ mệnh của mình. Trân trọng cảm ơn. Tôi xin cảm ơn. Xin mời các bác, các anh chị khác ạ.